90% những người đầu tư crypto khi gặp Jimmy đều nói nếu như thế này, nếu như thế kia hay ước gì. Vậy đố quý anh chị, mọi người đang hối tiếc nhất là điều gì? Hãy quay lại quá khứ năm 2013. Tesla phải tạm hoãn kế hoạch ra mắt mẫu xe Model S vì cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ở thời điểm này đó, tình hình tài chính của công ty cũng nằm ở mức cực kỳ nguy hiểm. Có thể nói Tesla đang đứng trên bờ vực phá sản. Những nhà đầu tư stock thời điểm này cảm thấy như thế nào? Có phải họ cảm thấy rất bảo hiểm khi đầu tư vào Tesla? Cái thời điểm bấy giờ đó, để tiền mua vàng, mua địa ốc tốt hơn là đầu tư stock rất là mạo hiểm. Và kinh tế khủng hoảng như thế này thì phải cầm tiền mặt trong tay đó là tốt nhất, chắc ăn nhất. Và bây giờ thì được bao nhiêu người đi xe điện mà phải đầu tư vào Tesla? Crazy, quá điên cuồng. Lúc đó Tesla giá chỉ có $7 một xe. Và hiện tại ngay bây giờ năm 2022, hơn $800 một xe. Và all time high của Tesla là gần như là 1.300 đồng một xe. Và đến năm 2016, khi truyền thông bắt đầu có những tin tức đáng chú ý về Bitcoin, có những dự đoán rất tốt về tương lai của Bitcoin, thế nhưng vẫn có rất ít người và nhà đầu tư tin tưởng đầu tư vào Bitcoin hoặc crypto lúc bấy giờ. Đa phần rất nhiều người và các nhà đầu tư đều cho rằng Bitcoin là lừa đảo đa cấp, Bitcoin không có thật, Bitcoin ảo và không có giá trị để sử dụng. Có tiền thì nên đầu tư vàng, stock, thậm chí địa ốc, real estate, chứ ngu dại gì mà lại đầu tư vào Bitcoin. Lúc đó Bitcoin giá chưa đến $1,000 một coin và all time high của Bitcoin đó là $68,000 một coin. Và bây giờ ai cũng nói ước gì mà mua được Bitcoin lúc $1,000 một coin thì bây giờ đã là triệu phú rồi. Hiện tại chiến tranh xảy ra, vật giá gia tăng, Federal Reserve phải tăng lãi suất và in tiền liên tục khiến lạm phát gia tăng cực độ, stock market bị crash. Và sau đó hàng loạt bad news từ sụp đổ của công ty Luna Terra, một công ty 40 tỷ đô la trở thành con số 0. Rồi đến những công ty về crypto như Celsius Network, Tuy Arrow Capital, Voyager vỡ nợ và bankruptcy. Và đến Bitcoin, Ethereum chia 3 và những top coin khác cũng gớt theo. Toàn bộ crypto market và stock đang chao đảo và khủng hoảng. Đây là tình trạng tương tự như khủng hoảng năm 2000 và năm 2008. Rất là nhiều người sợ hãi, mất lòng tin và thậm chí rời bỏ thị trường và cho rằng Bitcoin và thị trường crypto quá mạo hiểm và thậm chí lừa đảo, sẽ bị chính phủ dẹp. Và lại một lần nữa họ sẽ nói không nên đầu tư vào crypto, crypto không phải là xu hướng của tương lai. Vậy hiện tại quý anh chị nghĩ như thế nào? Sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo, người thành công và người không thành công, đó chính là tầm nhìn và biết cách nắm bắt cơ hội mạo hiểm đúng thời điểm và tự tin kiên trì một thời gian dài. Jimmy hy vọng thông điệp này sẽ inspire anh chị đưa ra quyết định sáng suốt nhất cho bản thân mình, để rồi 5 năm, 10 năm sau khi mà mình nhìn lại đó, mình sẽ không hối tiếc về những quyết định ngày hôm nay. Nếu anh chị enjoy cái video này và quý anh chị muốn tìm hiểu thêm chi tiết về cách đầu tư thông minh và đầu tư bài bản chiến thuật, thì quý anh chị có thể tìm hiểu vào nhóm kín và khóa học ở dưới của ThinkSmart Brother ở dưới cái đường link ở dưới. Và Jimmy chúc cho quý anh chị đầu tư thông minh.